Alo, Alo, xin lỗi, có phải chị Hằng không ạ? đúng rồi ạ. À, chị Hằng ấy không thấy mình có đăng bán một cái miếng đất tại chỗ mình Phước Ba, thì không biết là mình có thể tham khảo qua chị một chút được không Dạ được ạ. ạ? À, chị ơi, cái chỗ mình Phước Ba của mình là ngay cái chỗ cái con quả trắng rẽ phải vào đúng không? Hay là cái vị trí chỗ nào mới mình? Không, anh đang nghe chỗ cổng khu công nghiệp ấy. Cổng Cái khu công cổng nghiệp của Mỹ khu công nghiệp Phước mình Phước Ba nó Ba có hai cái con cò trắng ngay cổng thấy. đâu có con cò nào đâu, đó là bên em có lắp rồi, là À, nó đi xuống xa nữa rồi. Em bán ngay chỗ cái khu dân cư đông đông mà khu kinh doanh á, mà đi vào công nghiệp ấy là cổng công nghiệp luôn. nó là phía trên Mỹ Phước 2 chứ hay là Mỹ Phước 3 ta? Cái Cái đó là chỗ Mỹ chỗ Phước chị nói, cái Ba, chỗ chị nói là Mỹ Phước 2 chứ đúng không? Mỹ Phước Ba anh. Mỹ Phước 3. Ở đây mình không để lại cái vị trí map để mình tiện cho nó biết là vị trí chỗ nào chị nhỉ? Mình tên gì vậy ạ? À, mình là Thắng chị. Anh có ở gần đó không? À, không, mình ở trên Sài Gòn, mình đang có muốn nhu À, cầu mua một miếng ở dưới này để xây phòng trọ. mình mua xe phòng trọ. Nói chung Rồi. là dễ lắm, anh biết Đại Nam không? Biết Đại Nam, qua Đại Nam mình đã đi về về cái khu đấy cũng nhiều lần rồi. Nhưng mà lâu lâu rồi thì cũng không 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 xuống lại. Em bán là nó nằm đi từ Đại Nam đi xuống một tí nữa. Nhìn bên tay phải có cái khu dân cư đông lắm. Bên tay phải nó có cái ghi là cổng khu công nghiệp Mỹ Phước Ba. Rồi. Thì lúc đó là mình đi vô trong cái cổng khu công nghiệp đó, là cái khu dân cư sầm uất hiện tại đang kinh doanh buôn bán á. Rồi. Thì đất của mình nó rẽ phải là tới, bên kia bên tay trái là tới luôn. À, thế thế hiện Dạ. nay thì giá thành này thì có bớt được không hay là cụ thể chị thế nào? 8,6 triệu một mét vuông, diện tích 150 mét vuông là mình đã có sổ rồi mà đúng không? Đúng rồi, cái cửa sổ rồi anh. Xây dựng tự do Số của mình thì thì được, tức là trừ trước trừ sau thì mình còn lại là bao nhiêu chị nhỉ? Xây diện tích xây dựng á. bây giờ theo quy định ở dưới này nè, là quy định đất 1/2.000 á, Dạ. là ở phía sau sẽ lùi 1 mét, ở phía trước là lùi 3 mét, nhưng mà được làm cái sân che ra bên ngoài. À. Thì em thấy có nhiều người họ xây ra bên ngoài luôn á, thì thường thường phòng trọ thì họ xây ra hết bên ngoài. Quy định thì quy định thôi chứ em thấy họ xây ra hết bên ngoài à, Phòng không trọ thì ai lùi hết. không sao, mình muốn hỏi là cái kết cấu đất thôi, chứ còn phòng trọ thì có thể là chung chi một chút thì xây thêm được, không vấn đề gì cả. Không cần chung chi luôn, ở dưới này không cần chung chi luôn. Thấy bạn em nó xây bình thường luôn á, rồi bạn em nó anh cái anh bạn em anh xây nhà hàng to tướng hay gì đó cũng bình thường luôn, Cái xây chỗ ra này là hết. 7 7 7 mét rưỡi nhân với 20 à hay như nào chị nhỉ? À không, cái này là ngang 5 dài 30 anh. À, 5 dài 30 thì Dạ nó mặt tiền nó hơi ít nhưng mà nó phù hợp cho cái kiểu phòng trọ mà 4 mét với lại 1 mét 1 mét 1 đúng rồi ạ. mét để cái đường đi vào thì Dạ khoảng đúng rồi 4 ạ. mét 30 à. 30 như Dạ vậy thì tính ra là cứ cắt khoảng 4 mét một phòng thì 44 dạ 16 4 30 thì khoảng gần 18 phòng đúng dạ 8 phòng á. không? Mình thấy có nhiều người họ xây lên lầu nữa, Đúng rồi, đúng hoặc là họ mua 2 lô họ ghép lại. rồi. Hai lô thì phải có luôn chứ còn nếu mà đi tìm thì hơi hơi khó. Giá thành chỗ năm này Đó chỗ chỗ thì cái em chỗ của mình thì hình như có vẻ hơi mắc hơn so với xung quanh đúng không chị? không, tại vì cái vị trí của em là bán chỗ chợ, chỗ gần khu dân cư À, chứ khu không có dân bán khu xa. Chứ bây giờ em nói thật, ở trong Mỹ Phước Ba là rất là nhiều khu mà rất là nhiều giá, không biết đâu mà lần. Mà em bán thì từ khu công nghiệp đi vào có tí mà nằm bên tay khu dân cư nữa, À, thế đó là khác bên đâu bên còn. cạnh cái quán cà phê Gen Coffee luôn hả? Đúng rồi, Jen, À, đúng rồi, sao biết quán đó. bên cạnh luôn, chị để hình nè, thì Đúng rồi, mình xem là có đúng không như đúng thế không? rồi, đúng À, đúng ngay rồi ngay chỗ em, Gen Coffee hả? đúng rồi, À, Jen Coffee. ngay chỗ Gen Coffee thì đường của nó vẫn là đường đổ bê tông đây chứ chúng chưa không phải là Nói đường chung nhựa. là chỗ này nó không có thiếu gì hết đó. Nó có nhà, có cái anh kia mới mua 5 lô để xây karaoke. Rồi anh kia thì xây khách sạn, rồi phòng khám mạch, rồi kinh doanh nội thất, phòng tập gym, rồi cà phê, rồi nhà hàng. Đó, nói chung là nhiều lắm. Xung quanh của mình là toàn kinh doanh không à. Cái gì nhỉ? Cho hỏi thêm một chút xíu nữa là cái chỗ mình đây thì cái việc mà mình để cái giá này thì liệu có bớt được không? Thì anh phải xuống xem rồi chứ, em chưa biết anh là ai, liệu anh có mua trước đâu mà đã bớt. Không phải, Ví dụ nhưng cái khu vực này thì mình có biết tham qua khảo qua rồi nên là cũng cũng tham khảo qua một một số còn thương rồi. lượng một tí cho khách mà nào mà thiện chí mà mua nhanh thì em mới bớt thôi,
còn mà mình để lâu quá thì em không bớt. Thực ra thì so với 10 năm trước thì cái khu này của chị cũng chẳng tăng là mấy đúng không? Đúng là 10 năm trước thì ở Bình Dương là có rất là nhiều chỗ chứ không phải là chỗ em không. Tại vì 10 năm trước là giống như là nó có cái cơn sốt vậy đó. Sau sau này thì bắt đầu nó mới lặp lại cái thị trường thôi. Đúng rồi, Chứ nó đi chọn một chu kỳ, cái đoạn chu kỳ đúng 2008 nó cũng mấy triệu, 4 5 triệu một mét chứ không phải rẻ đâu. rồi. Ừ, đúng rồi, hồi thời đó nó lại vậy rồi đó chứ bây giờ giá như vậy thì nó cũng không tăng bao nhiêu. Không Thì so mà với tại thị bây giờ trường thì nó cũng không tăng nhiều đâu. nhưng mà thì tại thì thời kỳ mà để như vậy thì nó hết rồi, nó đang ổn định, nó rơi vào là việc ổn định rồi, không có bị quá sốt như cái thời kỳ hồi xưa. Cho nên là bây giờ nếu mà nói về giá 8 triệu mấy này thì ở đâu còn nữa, thì anh thì chỉ có xuống Bình Phước hoặc là Bầu Bàng thì mặt mấy còn thôi. Thì nó cũng phù hợp thôi mà, chỗ này thuê phòng trọ không biết tỷ lệ lấp đầy thế nào, nhưng mà nếu mà nó thì chắc cũng được khoảng tầm 500 nghìn một phòng. Sao vậy, nhân viên của em mà thuê 1,2 triệu không có phòng, anh nghĩ sao mà 500.000 phòng Triệu hai anh như vậy, hạ. triệu hai như vậy, nếu như bây giờ mình được khoảng tầm 8 phòng đi cho là tỷ lệ lấp đầy được khoảng tầm 80%, tức là trung bình khoảng tầm 6 phòng lấp lấp đầy thì Không có phòng để thuê chứ không phải là lấp đầy anh. Hồi đó em đi tìm cho thằng em họ của em á, để đi vào tìm làm á, mà tìm thiệt đỏ mắt không tìm chưa ra luôn á. Sau này mới tìm được một phòng gọi là ngon ngon nhỏ nhỏ được 1,2 triệu mừng lắm luôn. Làm gì mà có phòng trống mà tỷ lệ lấp đầy 80%. 16 mét vuông, thì bây giờ mình xây thì xây nếu xây phòng trọ thì 16 mét vuông một cái lửng để đồ thì thường thường là hay xây như thế Ở đây phòng trọ không, nguồn cung thì ít mà nguồn cầu thì rất là nhiều anh. Tại nhỉ. vì khu công nghiệp ở gần xung quanh của Bắc này nó nhiều lắm, nhiều công nhân lắm. Cho nên bây giờ ví dụ anh cho thuê căn hộ còn dễ cho thuê, nó chi tới việc là phòng trọ đó. Chỗ này thì tính ra tiền thì nó khoảng đâu đó gần tỷ tỷ mấy nhỉ, mà tám Gần tám tỷ trăm ba đó. sáu tỷ ba tỷ ba thì bỏ ra khoảng tầm 700, thì vay ngân hàng khoảng 600, mỗi tháng trả lãi khoảng 6 triệu thì cũng vừa vừa bù được cái tiền lãi ngân hàng. Cho giá trị đất với lại nhà nó sẽ tăng lên. Thì đúng rồi, cũng đang tính theo cái hướng đó, nên là cũng đang muốn là kinh doanh mang tính chất dài hơi, chứ còn không phải là dọn ngày một ngày hai, tức là để lâu lâu dài, mà hơi 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 băn khoăn cái góc độ là cái giá. Bởi vì thực ra là đang căn cái giá, nếu mà giá nó thấp một chút đó, thì bọn em được lời một chút về cái phần, tức là được chênh ra một chút cái phần lãi ngân hàng, chứ đây thì mới vừa bù đắp được cái lãi ngân hàng thôi. Thì nói chung là mình cứ xem xét, nếu mà mình thiện chí thì mới bớt được, chứ còn mình để tháng mà trả lời em thì em cũng chẳng có bớt đâu. Ok, cho mình tìm hiểu thêm một số chỗ nữa để so sánh, có gì thì mình sẽ liên hệ lại chị ha. Dạ, anh Thắng đúng không? Dạ đúng rồi, chị lưu Anh số. ở quận mấy? Em để em lưu lại. Mình ở quận 9. Dạo này đất quận 9 nó lên quá, muốn bán bớt đầy bỏ xuống đó một ít để làm phòng trọ mà. Anh quận kiếm đường nào? Đồ Xuân Hợp. Đồ Xuân Hợp ở chỗ nào vậy? Ngay ở chỗ Gia Hòa ấy, khu dân cư cao cấp Gia Hòa. Chắc té xỉu quá. Sao xỉu? Em ở Gia Hòa đây. À, thế à. Anh ở chung cư hay ở nhà phố ở dưới? Anh ở đường 9. Anh ở đường 9 nách nhà thờ ấy. Đường chính nách nhà thờ hả? Đúng rồi, đúng rồi. Em ở trong khu dân cư Giang Hồ. À thế ở trên 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 chung cư hay dưới Chung nền? cư. Chung À cư chứ. chung cư cũng chả tăng mấy nhỉ, bên đó bán Không. tỷ mấy bây giờ cũng hơn 2 tỷ. Thì nói chung là sẽ phải mua chung cư là ở thôi chứ đâu có đầu tư được. Bên đó ở cũng được mà đúng Này ở thì thoải mái. không? Vậy có duyên Ok. á. Có Dạ gì là rồi. để mình liên hệ lại xem lại coi một số chỗ nữa, bởi vì thực ra là cái chỗ này thì thấy giá nó vượt so với lại cái phần mà tiền Cái thuê thì này nó là không của còn công lắm. ty Việt Nhân á. À nó thuộc của Việt Việt Nhân, nó mua Nhân, rồi nó phân đúng phối lại rồi. à? Không, của Việt Nhân luôn á. Của Việt Nhân luôn đó hả? Em Có là mình. một thành phần của Việt Nhân, hồi đó mua lại của Việt Nhân mà. Em mua của Việt Nhân, em là nhóm sale của Việt Nhân mà À thế em à. mua lại của Việt Nhân hết chứ. Thì đấy, thì thực ra là cũng nói rồi đấy, cũng không giấu là mục đích chính là cũng bỏ bớt sang bên phía đó, thì mà đầu tư vào đó ít nhất thì cũng phải mất 300 400 tiền tiền xây nhà trọ nữa, thì nó lên tỷ rưỡi.
Dễ mà cái phần thu về nó vẫn chưa ổn lắm nên đang xem cái giá nó có phù hợp không, kể mà ví dụ như khoảng 7 triệu thì nghe hợp lý. ok 71 em là biết 7 năm, rồi. 735 1 tỷ đó, 1 tỷ với bỏ khoảng 400 nữa là 1 tỷ rưỡi, thì như thế thì vẫn gánh được cái phần lãi chứ, là nếu không là nó sẽ không gánh được phần lãi, trong khi đấy mình phải bỏ khoảng tầm 750 tiền tiền gốc. Rồi, thôi được rồi, anh Thắng cứ ấy đi tìm hiểu đi, rồi có gì muốn xem hay cái gì thì báo em Ok nhé. ok anh tìm hiểu quanh quanh coi xem khu vực đó xem có cái chỗ nào nó mềm hơn hoặc là có gì thì anh check giá rồi anh báo lại nhá. Ok, nhưng mà Ok. anh em nói như này, xung quanh này á, nó có hai trường hợp anh nên hạn chế. Thứ nhất là gần chùa Điện Cao Thế. Thứ hai là gần Nghĩa Trang. Thì mình nên né ra những cái chỗ vị trí đó ra. Và những cái khu trong thì không cần phải mua những khu đó trải ở. Đồng ý. Trên À, cái chỗ vậy khu vực nha. mà Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2 á, anh thấy dân cư bên đấy đông hơn và cái tỷ lệ lấp đầy của phòng trọ có thể có vẻ là cao hơn, bên đấy giá có mềm hơn bên này không? Không. À, nói chung á là mỗi thị trấn nó sẽ có một khu anh. Anh Nó biết, sẽ có một Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2 thì khu chung. nó phát triển từ trước, 10 năm trước nó đã phát triển rồi mà đúng không? Dạ đúng rồi. Thì nhưng mà hiện tại anh cứ xuống lại thử Mỹ Phước 3 đi. Cái chỗ anh khu nghiệp anh Mỹ Phước cũng 3. anh cũng chọc vào Mỹ Phước 3 hai miếng rồi sau đấy chạy loạn ngay năm 2008 chứ đâu để chín. À, không ý là em nói là anh có thể quay lại để thấy bây giờ Mỹ Phước 3 nó đang xung như Ok anh đồng ý, thế nào. bởi vì tại sao anh hỏi cái hai con cò trắng, có vẻ là hình như nó đập cái đó rồi, trước đây anh mua thì anh mua Không, ngay ngay chỗ cái đầu cổng vào Mỹ Phước 3 có hai cái con cò trắng to đùng nó đứng ở... Ok anh chị và các bạn, như vậy là chúng ta mới thử gọi một cuộc gọi tự động lấy một cái số ở trên mạng, một người chủ một miếng đất tại cái đường NE8 cổng cái khu công nghiệp Mỹ Phước 3 để chúng ta có thể biết được rằng là liệu bây giờ chúng ta đầu tư mua để xây nhà trọ hoặc là đầu tư kinh doanh một cái lĩnh vực gì đó để thu cái dòng tiền về, sau đó thì chúng ta sử dụng cái dòng tiền đó để trả lãi cái ngân hàng, rồi chúng ta chờ bất động sản dài hạn có thể sẽ tăng giá. Ở đây là một trong những cái khu vực mà tôi cho rằng là nó là có một cái tiềm năng khá là lớn trong cái câu chuyện đó là các cái tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp. Thì hiện nay thì tại tỉnh Bình Dương là một trong những cái tỉnh mà trong những năm sốt đất vừa qua thì cái tốc độ tăng giá tại tỉnh Bình Dương là thực sự không lớn. Có rất nhiều lý do. Tuy vậy thì cái lý do quan trọng nhất đó là do cái tính chất sốt đất của giai đoạn 10 năm trước thì họ đã rất là ngại và sợ trong cái câu chuyện là thổi và đẩy giá của những cái khu vực ở dưới thành Bình Dương, đặc biệt là cái khu vực gọi là Mỹ Phước là một trong những khu vực vùng xa so với lại thành phố Thủ Dầu Một, và chỉ duy nhất Bình Dương thì thường là thấy ở cái khu vực ở khu vực là Dĩ An là một trong những khu vực mà gần với thành phố Hồ Chí Minh thì cái tốc độ tăng giá nó có phần nhiều hơn so với những khu vực khác. Còn lại thì những cái khu vực khác xa hơn một chút thì, mà đặc biệt là lên mấy cái gọi là cái huyện khác nhỏ hơn ở trên Mỹ Phước hoặc là trên một số cái khu vực xa xa thành phố một chút thì nó không hề tăng nhiều. Tuy vậy thì anh chị và các bạn sẽ thắc mắc là NE8 tức là cái cổng khu Mỹ Phước 3 là đi như nào, thì chúng ta đi từ thành phố Hồ Chí Minh theo quốc lộ 13 đi qua Đại Nam, chạy qua Đại Nam khoảng tầm 5 6 cây số gì đấy thì gặp một cái ngã tư mà lối rẽ vào khu công nghiệp Mỹ Phước 3 thì có một bên là đường NA2 và một bên là được đường NE8. Thì cái vị trí cái miếng đất chúng tôi vừa test với anh chị và các bạn thì nó đi vào NE8 một chút, và đây chỉ cũng chính là cái tuyến đường để đi vào cái khu nó gọi là khu thưa anh chị và các bạn là NE8 thì nó đi vào cái khu, nó cũng là một cái con đường đi về cái đường DT741 và đi về hướng công viên trung tâm của thành phố Mới Bình Dương. Thành phố Mới Bình Dương thì trước khi mà lên tới cái NE8 này thì chúng ta rẽ ngay cái đường Võ Văn Kiệt thì nó đã vào thành phố Mới Bình Dương rồi, tức là ngay cái thành phố Mới Bình Dương nó có một lối vào cổng chính á. Đó là rẽ vào đường Võ Văn Kiệt ngay cái chỗ khu du lịch Đại Nam, nhưng mà chúng ta phải đi đi xa hơn lên một chút nữa. Tuy vậy thì nó vẫn có một cái đường đi xuống, đi ngược xuống hết cái đường NE8 thì gặp đường DT741 và rẽ xuống xuôi một chút thì chúng ta sẽ gặp đường Phạm Văn Đồng ngay trong khu thành phố Mới Bình Dương. Thực ra thì cái khoảng cách từ thành phố Mới Bình Dương mà về cái khu NE8 này thì thực ra là không xa, và đây là một trong những cái khu được định hướng nó là cái khu phát triển công nghiệp của thành phố Mới Bình Dương. Và thành phố Bình Dương thực ra là một trong những cái thành phố mà trong cái giai đoạn trước đó thì được đầu tư phát triển rất là mạnh để
có thể dịch chuyển một số cái trung tâm hành chính lớn của thành phố Thủ Dầu Một về đây. Tuy vậy thì đến nay thì cũng chỉ mới một phần được dịch chuyển về đây thôi. Thêm hơn nữa thì DT741, DT742 là hai cái trục đường mà được xây dựng của cái giai đoạn trước đó, nối vào cái đường Mỹ Phước Tân Vạn, nối vào Mỹ Phước Tân Vạn. Và hiện nay thì đường Mỹ Phước Tân Vạn thì đã đến cái đường chỗ mà chúng tôi vừa nói, rất là cái lối vào của thành phố mới Bình Dương là đường Võ Văn Kiệt rồi. Vậy thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là nói qua như vậy, anh chị và các bạn có thể lên mạng tìm cái chỗ công công viên trung tâm thành phố mới Bình Dương đi, lách về tự bên tay gọi là bên tay tay trái lên phía trên theo đường DT741 thì chúng ta sẽ gặp NE8 và chúng ta sẽ quay lại với cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, đó là đầu tư như vậy thì thực sự hiệu quả chưa và phương pháp cách làm như thế nào. Trước khi chúng ta đi vào cái câu chuyện là tìm mua đất thì chúng ta tìm cái khu vực và đánh giá cái khu vực của cái vị trí chúng ta định mua. Khi đánh giá là nó là tiềm năng, nó là cái khả năng lấp đầy rất tốt trong cái việc là thành phố tỉnh Bình Dương nói chung, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố mới Bình Dương, và đặc biệt là những cái khu công nghiệp hiện nay thì tỷ lệ lấp đầy đã rất là cao. Tôi lấy ví dụ như Sóng Thần, V-Ship, V-Ship 1, V-Ship 2 là tỷ lệ lấp đầy đã lên tới 80-90%. Hiện nay thì Mỹ Phước 3 là một trong những khu công nghiệp mới tỷ lệ lấp đầy mới trên 50% thôi, và còn dư địa để có thể các doanh nghiệp có nhu cầu thuê mướn và tăng cái tỷ lệ lấp đầy lên trong thời gian sắp tới. Và còn dư địa thì chắc chắn còn cái sự phát triển. Và như vậy thì chúng ta thấy được một cái điều rất là hay ở đây, tức là chúng ta đang hướng dần về cái hướng, tức là bến cát, và một số đã hướng lên cái phía gọi là phía Bình Phước, đi theo cái quốc lộ 13 đi thẳng lên một chút xíu nữa thì lên một số cái khu công nghiệp ở trên Bình Phước, đó là cái khu công nghiệp Bảo Bàng. Tuy vậy thì khu công nghiệp Bảo Bàng và so với lại cái khu công nghiệp Bến Cát thì hiện nay là cái đường xá của khu công nghiệp Bến Cát, của thị xã Bến Cát, và cái khu chúng tôi vừa nói là Mỹ Phước 3 là một trong những cái khu khá là tiềm năng. Nhưng mà chúng ta quay lại với câu chuyện của chúng ta, chúng tôi nói mãi mà vẫn cứ là khá là lòng vòng, anh chị các bạn là hơi thông cảm một chút. Lý do là bởi vì thế này: khi chúng ta đưa ra một cái mức giá thì điều đầu tiên nhiều anh chị và các bạn sẽ nói chung chung, một số cái kênh tư vấn bất động sản tôi có tham khảo qua thì tư vấn chung chung là chúng ta cần phải để rồi cho thuê rồi thế này thế kia. Nhưng tất cả mọi chuyện, cái câu chuyện cho thuê hiệu quả, cho thuê hay không, chúng ta phải đánh giá. Và đánh giá ở đây nó dựa trên cái căn cứ, tức là cái dòng tiền thu về, cái tỷ lệ dòng tiền thu về. Như tôi vừa trao đổi với một cái người gọi là lấy thông tin tự động ở trên mạng để gọi Automatic, thì rõ ràng là chúng ta thấy nếu với mức giá là 8,6 triệu đồng cho 1 m², tôi cho là trả giá được thì được khoảng 8 triệu cho 1 m², 150 m, thì 18 là 8, 58 là 40, thì nó nằm ở khoảng tầm 1 tỷ 2 cho một miếng 150 m, có diện tích đã có sổ hồng, gọi là đã có sổ đỏ, sorry nhé các bạn, đã có sổ đỏ. Thì chúng ta thấy là 5 nhân với lại 30 thì chúng ta mặt tiền thì nó không nhiều nhưng mà nó dài, và chúng ta phù hợp với câu chuyện xây phòng trọ, và chúng ta sẽ xây được đâu đó khoảng tầm là 7 phòng trọ, 7 nhân với 4 là 28, được khoảng 7 phòng trọ, cả bao tường là chúng ta được khoảng 7, 7, 4, 28, đúng rồi, 7 phòng trọ. Thì 7 phòng trọ thì cho rằng là chúng ta thuê được 1 triệu đồng cho một phòng trọ. Hiện nay thì chúng ta được khoảng 7 triệu. 7 triệu thì với cái câu chuyện đầu tư hiện nay chúng tôi biết thì nó nằm ở khoảng đâu đó là chi phí xây dựng khoảng 30 triệu trên một phòng trọ. 73 là chúng ta phải bỏ ít nhất khoảng tầm 201 đến 250 để xây được khoảng 7 phòng trọ theo cái quy chuẩn hiện nay. Thì tầm tầm đó có thể sẽ thấp hơn tùy theo cái khả năng quản lý về xây dựng của anh chị và các bạn. Như vậy là chúng ta sẽ có khoảng tầm 1 tỷ 2 tiền đất cộng với câu chuyện là khoảng hơn 200, cho là 300 đi. Dư giả ra chúng ta sắm xanh các cái đồ cơ bản để có thể là làm cho nó đẹp cái phòng trọ để dễ thu hút được cái người thuê hơn. Thì chúng ta sẽ phải bỏ vào đây khoảng tầm 1 tỷ rưỡi. Như vậy với 1 tỷ rưỡi thì việc ngân hàng nó đánh giá miếng đất này là 1 tỷ 2 thì chắc chắn nó chỉ cho vay đâu đó khoảng tầm 600 triệu thôi, 600 tới 700 là maximum. Thì tôi giả định là cho vay 700 thì chúng ta cần phải có 800. Thì 700 với cái lãi suất ngân hàng hiện nay, nếu mà xây dựng trong cái quy định mới của cái thông tư của chính phủ về cái câu chuyện là quy định về cái bất động sản nào thì được cho vay á, thì cái thứ mà chúng tôi vừa nói thì được ưu tiên cho vay liên quan đến gọi là mua vay để sửa chữa nhà cửa hoặc là xây mới nhà cửa thì nó rất là ok thôi, là và đất của chúng ta là đất sạch rồi. Thì chúng ta bỏ ra 1 tỷ rưỡi, 700, 800 tiền gốc và 700 tiền vay, mỗi tháng chúng ta phải trả lãi đâu đó
khoảng 12%. Nếu anh chị có bạn tốt hơn mà vay được cái mức thấp hơn khoảng tầm 10% thì chúng ta phải trả lãi đâu đó khoảng tầm cũng 6 7 triệu gì đấy. Như vậy là chúng ta lấy chính nó bù đắp vào cái phần lãi vay, lấy cái phần mà mọi gọi là cho thuê mướn, thì chúng ta được mấy thứ như sau. Thứ nhất là chúng ta đầu tư một cái khoản vào đó có cái dòng tiền về để trả lãi ngân hàng, và chúng ta có thể sẽ giải quyết cái phần gọi là tiền gốc bằng cái dòng tiền của chúng ta, bằng cái các cái dòng tiền khác của chúng ta, thì có thể chúng ta sẽ trả hết ngân hàng, và khi trả hết được ngân hàng rồi thì chúng ta sẽ dôi ra được cái dòng tiền về. Còn nếu như chúng ta không trả được ngân hàng thì chúng ta vẫn cứ đều đặn là trả lãi, và chúng ta đáo hạn cái khoản vay. Khuynh hướng về mặt dài hạn thì cái giá thuê nó sẽ gia tăng, lý do là do cái tỷ lệ lấp đầy của cái khu mà anh chị và các bạn đang căn ở. Khu này là khu khá dân cư khá là đông, N8 thì một trong những N8 là một trong những khu hiện nay thì dân cư khá là đông. Thực ra tôi hỏi với cái người môi giới thế thôi, chứ còn tôi cũng đã đi tìm hiểu qua khu vực này rồi, nên tôi cũng 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 nói với người môi giới là tôi biết cái khu vực này. Và thưa với anh chị và các bạn nữa là khi chúng ta có cái dòng tiền như vậy rồi thì chúng ta gì, chúng ta sẽ có một thời gian để chúng ta để đầu tư dài hạn hơn, và cho cái câu chuyện bất động sản của chúng ta về tương lai. Nếu chúng ta thực sự mà hiện nay đang gửi ngân hàng khoảng 800 triệu như chúng tôi vừa nói thì nên tìm cái giải pháp tương tự. Và đặc biệt nếu như mua được một cái miếng đất, cái khu mà nó cũng gọi là dân cư hiện hữu mà khá là đông đúc, nhu cầu thuê mướn cao ở gần khu công nghiệp, giống như là cái khu mà chúng tôi vừa nói, tương tự ở tất cả những cái vân chỗ khác trên Việt Nam, thì anh chị và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái phương pháp của chúng tôi vừa đưa ra để đầu tư bất động sản trong cái giai đoạn sắp tới, và đặc biệt là năm 2020. Thì đây là một trong những cái phương pháp đầu tư bất động sản năm 2020 rất là hữu ích. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian để nghe video này. Mong rằng là những chia sẻ của chúng tôi thì nó đem lại hữu ích cho anh chị và các bạn. Và đặc biệt rất nhiều anh chị và các bạn có kỹ năng về bất động sản siêu hơn nữa thì mua được những miếng đất tương tự, cái tính chất của nó tương tự nhưng mà giá thành lại rẻ hơn nữa. Ví dụ 5 triệu thôi, quá tuyệt luôn. Mà cho mức nếu mà mua được cái giá, ví dụ tôi lấy ví dụ là cái giá thành của miếng đất đó, nó càng xuống thấp bao nhiêu thì cái chi phí vốn ban đầu càng thấp bấy nhiêu. Và khi chi phí vốn càng thấp bấy nhiêu thì chúng ta sẽ thu về được cái dòng tiền cho thuê á, nó sẽ cao và nó sẽ vượt cả là cái phần mà lãi ngân hàng, thì chúng ta vẫn có một cái dòng tiền về nữa. Thì chính cái dòng tiền về đó nó sẽ là cái dòng tiền để chúng ta trả gốc từ từ, thì chúng ta sẽ hợp lý hơn, bớt bị áp lực cái câu chuyện chúng ta phải trả gốc định kỳ, mà mới chỉ cái dòng tiền mới chỉ bù đắp được cái lãi ngân hàng. Thì càng có cái mức giá càng thấp hơn như thế thì chúng ta càng đem lại được cái hiệu quả cao trong cái câu chuyện đầu tư cho năm 2020. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Đừng quên là nếu thấy hữu ích thì ấn like, share và chia sẻ video này. Xin chào và hẹn gặp lại.